Câu chuyện của ông Đào Vĩnh Thuấn tại sân bay Nội Bài ồn ào những ngày vừa qua cũng như là vụ cướp tang vật tiêu hủy là hai trong số nhiều vụ việc công chức Hà Nội có những hành vi ứng xử không đúng chuẩn mực, ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của đội ngũ công chức. Điều đáng nói là hành vi ứng xử có văn hóa là điều hết sức bình thường với bất cứ ai thì lại đang trở nên xa xỉ với một số người trong bộ máy công quyền. Nhiều ngày qua, một clip quay lại cảnh ông Đào Vĩnh Thuấn và ông Trần Dương Tùng hành hung một nhân viên của Trung tâm Khai thác Nội Bài là Nguyễn Lê Quỳnh Anh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đáng nói là với vị trí cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nhưng hành vi và ứng xử của ông Thuấn thì hết sức côn đồ với đối tượng hành hung chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm. Cái hành động như thế là nó trái hẳn với cái tác phong mà người cán bộ của xã hội chủ nghĩa. Thế cho nên là những cái hành động đó là bọn tôi hết sức bất bình. Ta phải ngăn cái đó, còn nếu không cứ để tồn tại cái đó thì không bao giờ mình có một đội cán bộ chuẩn tốt. Rất nhanh, ngay sau đó, Thủ tướng rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm đối với cán bộ này. Ông Thuấn đã bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 11. Lý do mà cơ quan sa thải đưa ra cũng hết sức thuyết phục. Đó là hành vi của ông Thuấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức Hà Nội. Đây là hành vi vi phạm hết sức nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm để chấn chỉnh địa phương hành chính cũng như là người lao động, xây dựng được hình ảnh công chức viên chức sở thông vận tải Hà Nội cũng như là hình ảnh cán bộ công chức của Hà Nội. Trở lại những ngày đầu khi clip đưa ra công luận, ông Trần Dương Tùng là người hành hung nữ nhân viên hàng không và không phải là người ở trong cơ quan nhà nước, đã chủ động đi tìm nhà của nữ nhân viên hàng không để xin lỗi. Còn ông Thuấn thì không, kể cả khi có văn bản yêu cầu của Thành ủy. Có lỗi thì phải sửa, nhưng hình ảnh của người cán bộ công chức sẽ đẹp hơn khi biết xin lỗi dân nếu làm sai. Từ bỏ xin lỗi, bớt đi những lời xin lỗi đi. Vì dần dần có ý thức là bớt đi xin lỗi đi. Tức là không để vi phạm được mà xin lỗi nữa. Bởi vì nếu xin lỗi mong nhiều quá nó nhờn đi. Mà chúng ta phải có trách nhiệm là đã có lỗi thì phải xử lý cái lỗi. Xử lý để nó không còn tái diễn nữa. Cũng nói về văn hóa ứng xử, cách đây không lâu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công khai xin lỗi người dân khi đoàn xe Tháp Tùng đi vào phố đi bộ Hội An. Điều mà người đứng đầu chính phủ hay một người dân bình thường có thể thực hiện được, thì đối với một công chức thủ đô lại không được thực hiện khi có lỗi. Văn hóa xin lỗi trong ứng xử của một cán bộ công chức thủ đô bây giờ dường như vẫn đang là một điều khá hiếm hoi.